Bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Dạ con chào bà. Không biết là buổi tối này đang trời mưa á, bà có ăn gì chưa ạ? Chưa. Bây giờ nè, bây giờ con có một món quà cho bà, là bây giờ bà có muốn ăn một món gì đó mà ngày xưa giờ bà không muốn ăn mà bà không có tiền mua không? Sự ăn quá trời rồi. Nghèo mà con chưa được ăn nữa. Vậy thôi khỏi ăn. Giờ hỏi lại có ăn hay không? Có mà, hay là gì ăn phở. Ăn phở hả? Liên quan đến vụ việc TikToker Noono đăng tải clip được cho là giúp đỡ người già vô gia cư nhưng có cách nói chuyện, bình luận được cư dân mạng cho là miệt thị người nghèo. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, trưa 28 tháng 11 năm 2022, tài khoản TikTok Tuấn Rice, tức Noono, hiện trạng thái bị khóa trên TikTok. Khi truy cập vào tài khoản này, người dùng nhận được dòng thông báo tài khoản này đã bị cấm do vi phạm hướng dẫn cộng đồng nhiều lần. Hiện tại, người dùng cũng không thể theo dõi tài khoản này. TikToker Noono còn được biết đến với tên gọi Tuấn Rice, chuyên review các quán ăn có hơn 670.000 lượt theo dõi. Mới đây, anh này đã gây tranh cãi khi đi từ thiện, nhưng có cách nói chuyện bị cho là chưa phù hợp với cụ bà trong clip Người nghèo ăn gì, Noono cho ăn đó, đăng tải ngày 25 tháng 11. Đoạn clip này nằm trong series Một ngày tử tế của TikToker này với nội dung gặp những hoàn cảnh vô gia cư, hỏi họ thích ăn gì và sẽ tặng. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Trời ơi, phở nó rẻ nhưng mà bà không có tiền mua ăn nữa hả? Rồi bây giờ con sẽ tặng cho bà một tô phở nóng, ok không? Đó, coi đi, cái số khổ là nó khổ gì đó. Nó chọn ăn bất kỳ một món ăn nào đó thì làm ơn đọc bào ngư vi cá vô. Tự nhiên ăn phở, thôi ăn ngon miệng là được. Thôi chúc bà nhiều sức khỏe, vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ. Bớt nghèo lại đi nha, không ai giúp quà đâu, bye bye con gấu. Sau khi bị cộng đồng mạng ném đá, TikToker này đã đăng clip giải thích và cho rằng những câu nói đó chỉ mang tính cho vui. Anh này còn cho rằng hành động của mình đều chứng minh bản thân là người có học thức, rất tôn trọng người lớn. Tất cả những video từ thiện của mình đều là từ tâm của mình ra, và trước khi mình quay mình đều xin phép những người được quay của mình. Và những ai yêu quý theo dõi Tuấn ngày xưa tới giờ đều biết nội dung cái kênh của Tuấn là một bạn cục xúc đi làm từ thiện hoặc đi review với một tâm thế là của người đi ăn. Cái nội dung từ thiện của mình là một cái nội dung do mình chủ đích muốn làm theo kiểu là vui tươi, vui vẻ và không có sự buồn phiền ở trong cái video từ thiện. Bởi vì sao? Mình đã thấy người ta nghèo rồi thì mình cũng không bao giờ muốn hình ảnh là khóc lóc hay là phải có những giọt nước mắt ở trong cái video từ thiện của mình. Hiện tại, TikToker Noono đã và đang bị cư dân mạng kêu gọi tẩy chay trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.